Hồng Loan được nghệ sĩ Thoại Mỹ tặng căn nhà ở quận 7. Thoại Mỹ được biết đến là người em thân thiết nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh, gắn bó với nhau nhiều năm qua hàng trăm vở diễn. Thoại Mỹ cho biết cô và Vũ Linh có rất nhiều kỷ niệm. Giờ đây, cố nghệ sĩ đã qua đời hơn nửa năm, Thoại Mỹ vẫn luôn nhớ nhung và muốn làm điều gì đó cho Hồng Loan, con gái ruột của anh. Tôi và anh Linh thân thiết vì nhiều năm đứng chung sân khấu và nhà cũng gần nhau, nên anh em chia sẻ nhiều cả trong công việc lẫn cuộc sống, cùng những buồn vui gặp phải. Mấy chục năm gắn bó nên chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi từng bị bệnh nặng đến nỗi có thể phải bỏ nghề. Khi đó anh Vũ Linh an ủi bắt tôi quỳ lại bàn thờ tổ nghiệp xin phù hộ. Nhờ tổ nghề phù hộ, tôi đã trở lại để tiếp tục cống hiến cho sân khấu. Anh còn là người thầy đáng kính với tôi khi tôi được anh chỉ dạy những điều nhỏ nhặt nhất trong nghề. Tôi và các nghệ sĩ Thanh Hằng, Bình Tinh là những người bị anh la nhiều khi anh chỉ dạy. Anh rất nghiêm khắc với các nghệ sĩ và học trò. Khi sai, anh thường la, có khi còn đánh nữa. Nhưng với tôi, anh đánh xuất phát từ sự mong mỏi đàn em trưởng thành. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Thoại Mỹ chia sẻ việc tặng một món quà ý nghĩa cho con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là căn nhà khang trang ở quận 7. Được biết căn nhà này Thoại Mỹ đã mua từ lâu, nhưng nay gia đình chị không ở nữa. Vì yêu quý và thương cho hoàn cảnh của con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, nên chị quyết định tặng lại căn nhà này cho gia đình Hồng Loan. Về phía Hồng Loan, biết không thể từ chối, nên đã quyết định nhận món quà này của người chị Thoại Mỹ khi cha ruột còn sống. Thoại Mỹ cũng thường xuyên ghé nhà chơi, nên chị em cũng rất thân thiết nhau. Hồng Loan vô cùng xúc động với món quà mà chị Thoại Mỹ đã tặng cho gia đình mình. Nhận được món quà tinh thần này từ người chị Thoại Mỹ, Hồng Loan không giấu được xúc động trong lòng. Cô gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên. Em cảm ơn chị Thoại Mỹ hôm nay đã đến thăm ba và gia đình. Hơn nữa, chị đã tặng em một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. Từ nay bé Pun nhà em sẽ có cơ ngơi riêng rồi, không còn phải đi ở nhờ, ở đậu như mấy ngày qua nữa. Ở đậu như mấy tháng qua nữa, em gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ chồng chị Thoại Mỹ. Em chúc anh chị và gia đình nhiều sức khỏe nha. Nửa đêm, anh hai Vũ Luân và chị ba Bình Tinh đến nhà Hồng Loan, tiết lộ thêm bí mật động trời. Thưa quý vị, nếu sự nhục nhã của cải lương miền Nam gọi tên Sáu Bảo, thì cái u nhọt của showbiz Việt sẽ gọi tên ai? Thưa quý vị, từ trước tới giờ, nghệ sĩ cải lương đối với khán giả miền Nam luôn nhận được sự yêu quý và trân trọng vô bờ bến, vì thể loại nghệ thuật này không được sự ưu ái của đại bộ phận khán giả, nhất là khán giả trẻ. Thường khán giả của cải lương sẽ là những người lớn tuổi hoặc trung niên là phần nhiều. Nhiều khán giả của cải lương là những người trưởng thành, có nhận thức đúng sai, phải trái, nên những hành vi của bà và cái con nhỏ con gái trời đánh của bà trong drama Sóng Gió Gia Tộc cầm cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không lừa được bất kỳ ai đâu. Nếu như những ai ủng hộ tiếng hát của Phượng Ruồi thì chúng tôi không can thiệp, vì trong thưởng thức âm nhạc còn tùy vào tai nghe từng người. Nếu mình cảm thấy giọng hát đó sạch sẽ, mình cứ nghe, điều đó không ai cấm cản. Còn với những ai ủng hộ mẹ con họ ở trong vụ việc tranh chấp tài sản thì cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại cho con gái, thì chúng tôi xin gửi nhẹ một lời cảnh tỉnh. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước sự ủng hộ của mọi người dành cho họ. Điều họ làm là sai pháp luật chứ không phải một hành vi dạng danh thiên hạ hay nở mày nở mặt gì mà hãnh diện với đánh giá sai lệch. Chuẩn mực đạo đức của họ không phải riêng cá nhân sự chủ quan của chúng tôi nói, mà là pháp luật cũng phải chứng minh điều đó. Chúng tôi nói có thể mọi người không tin, nhưng luật sư luật pháp nói thì mọi người hãy tin. Rất nhiều nghệ sĩ và cả đại đa số khán giả thấy và hiểu được bản chất của sự việc rồi. Còn gì nữa đâu mà lươn và lẹo mà cố tình tỏ ra mình bị oan nữa hả lũ kền kền. Thưa quý vị, trong drama Sóng Gió Gia Tộc của cố nghệ sĩ Vũ Linh, có thể nói là vụ kiện của bà Sáu Bảo đã trở thành một vụ kiện chấn động và duy nhất trong lịch sử tố tụng dân sự. Bà Sáu Bảo đã nhanh chóng được ghi nhận là một nỗi nhục nhã của cải lương Việt Nam, một người nghệ sĩ vô tri và không có đạo lý, không có ý thức của một người nên có và không đáng được nể. Một vị nhà báo hồi xưa đã có chia sẻ về bà Sáu Bảo, chúng tôi xin phép trích dẫn. Với tình huống bổ sung yêu cầu khởi kiện bao gồm hủy nội dung cập nhật sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ giao nhận con nuôi của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến Hồng Loan, đúng là một ý thức vô cùng kém cỏi của một công dân già. Và đứng trước tình huống này, anh Nguyễn Gia Việt đã chia sẻ: cô Sáu sẽ đi vào lịch sử cải lương miền Nam không phải vì hát, diễn giỏi hay duyên dáng sáng đèn sân khấu, mà cô Sáu là người cô độc nhất vô nhị miền Nam, sẽ không có bà cô thứ hai vì không ai dám làm. Cô mà có quyền yêu cầu tòa án xóa dấu vết đăng ký giấy tờ nhân thân từ khai sinh tới chứng cớ nhận con của anh mình. Các chuyện đăng ký thân phận cho một người con không phải đứa con nó làm được, đó là cha mẹ mới có tư cách làm. Ý chí của Vũ Linh rành rành, ông phải làm thì cô Loan mới có nhân thân rõ ràng. Nếu Vũ Linh không đưa giấy tờ nhà cửa, tất cả những giấy tờ cần thiết khác, sao Hồng Loan có thể chuyển quyền sở hữu nhanh gọn như vậy? Cô Sáu lấy tư cách gì để yêu cầu xóa ý chí đó của nghệ sĩ Vũ Linh? Nghệ sĩ Vũ Linh đã trên 60 tuổi, ông không phải trẻ con.
lúc nào cũng anh Năm ơi anh Năm à, nhưng sao lại đòi phủ nhận ý chí của ổng? Mang phận cô là em của ba, cô chỉ ở đậu thì có tư cách gì đòi chia nhà cửa đất đai của anh mình khi ông đang có con? Tự tin đòi xóa lý lịch khai sinh nhân thân của cháu và yêu cầu đòi lấy hết luôn căn nhà đi, mắc gì chỉ đòi hưởng 1/2, vậy 1/2 còn lại cho ai hưởng? Có những thứ quá khó hiểu và vô lý mà cô Sáu vẫn dám làm. Lịch sử cải lương đã ghi tên cô Đào Hồng Nhung vào một dòng không phải hát hay diễn giỏi đẹp đẽ gì, mà là muốn những thứ đi ngược lại đạo đức xã hội và luật pháp. Cô muốn là phải được, trời đất phải nghiêng ngửa vì cô chăng? Từ dài về sau ai dám cho cô ở đậu nữa, vì ở rồi dám làm đơn đòi chia nhà cửa đất đai người ta lắm mà. Thầy tuồng nào hay chữ nên viết một tuồng cải lương lấy đề tài về vụ này, đảm bảo diễn biến tâm lý Lâm Ly Bi Đát còn hơn tuồng tướng cấp Bạch Hải Đường. Đề nghị lấy tên là Đời Cô Sáu rồi mời chính cô Sáu vào vai chính luôn, đảm bảo cháy vé dài dài. Tối ngày hôm qua, Vũ Luân cùng Bình Tinh đã gấp rút đến nhà của ba nuôi Vũ Linh để thắp nhang, đồng thời bàn bạc một số vấn đề trong việc giúp Hồng Loan mở siêu thị mini. Vì công việc khá nhiều nên chúng ta ít thấy Vũ Luân, Bình Tinh hội ngộ cùng với những người đang giúp đỡ cho Hồng Loan. Vì vậy khi có dịp họ sẽ tranh thủ đến nhà và tâm sự với cô em gái nhỏ. Lần này không liên quan đến chuyện tranh chấp tài sản cũng như vụ án với mẹ con cô Sáu, mà chị thông báo đến mọi người một tin vui, đó là chị đã được anh hai Vũ Luân đầu tư không hoàn lại với số tiền 2 tỷ đồng để mở siêu thị mini. Mặt bằng được chọn đó là kiosk ngay đối diện nhà của cố nghệ sĩ. Kiosk này mới xây còn rất mới và rộng rãi, nhiều người qua lại nên thuận tiện cho việc kinh doanh. Mặt khác, mặt bằng này ở đối diện nhà mình, Hồng Loan dễ quản lý hơn. Hồng Loan sẽ đẩy mạnh bán yến xào vì đây là một loại thực phẩm tốt, mang lại lợi nhuận cao cho người bán. Đồng thời, đồ ăn vặt sẽ được chị dành một khu vực riêng trong siêu thị của mình. Bên cạnh những mặt hàng thế mạnh Hồng Loan đang bán online, chị cũng sẽ bán sữa và các loại đồ dùng hàng ngày phổ biến như những siêu thị mini khác. Hồng Loan cho biết mục tiêu của chị là phục vụ bà con, nên giá sẽ mềm hơn những siêu thị khác do người chủ cho thuê mặt bằng, cũng là hàng xóm lâu năm với gia đình, nên sẽ ưu đãi hơn cho Hồng Loan. Điều này khiến Hồng Loan rất vui. Được biết anh hai Vũ Luân được Phương Lê gợi ý giúp đỡ Hồng Loan vì thấy đây là nghề có tiềm năng, bổ trợ tốt cho công việc bán hàng online của Loan. Phương Lê rất nhạy bén, với kinh nghiệm của một người kinh doanh lâu năm, chị hướng cho Hồng Loan kinh doanh lĩnh vực này. Phương Lê quan sát thấy xung quanh đây chưa có siêu thị và người dân mỗi lần đi siêu thị phải đi rất xa nên đã nảy ra ý tưởng này để Hồng Loan kinh doanh. Đã có kết quả xét nghiệm ADN chứng thực Hồng Loan là con ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mẹ con Hồng Phượng vẫn khẳng định kết quả là giả. Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ hé lộ chuyện xét nghiệm ADN của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và con gái là Hồng Loan. Anh cho biết kết quả sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết vì tôn trọng con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, Hồng Phượng bất ngờ đăng đàn tố ca sĩ Nguyên Vũ là kẻ nhiều chuyện. Ngoài ra còn nói về vấn đề giới tính để xúc phạm ca sĩ Nguyên Vũ. Cụ thể, Hồng Phượng gọi ca sĩ Nguyên Vũ là thằng BD. Nữ ca sĩ nói, cô đã biết hết chiêu trò của ca sĩ Nguyên Vũ và chị Ni, cho rằng hai người này đang cố tình làm giả giấy tờ, giả kết quả ADN để hợp thức, chiếm đoạt căn nhà cùng Hồng Loan sau đó sẽ bán chia nhau. Hồng Phượng cũng cho biết cô và mẹ ruột đã nhờ luật sư làm đơn cầu cứu Bộ Công an. Chỉ trong thời gian ngắn sắp tới mọi chuyện trắng đen sẽ rõ, chiêu trò của Nguyên Vũ nhằm chiếm đoạt tài sản của cậu mình sẽ được đưa ra ánh sáng. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Hãy theo dõi thêm ở những bản tin tiếp theo cùng chúng tôi. Câu chuyện Hồng Loan là con nuôi hay con ruột, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn khiến nhiều người quan tâm. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng về việc có người thách đố Hồng Loan xét nghiệm ADN để chứng thực bản thân là con ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nam ca sĩ cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN và sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết. Chị Diệu Ni, đại diện phát ngôn của Hồng Loan, cũng đề cập đến chuyện xét nghiệm ADN một cách chắc nịch rằng bé Loan đều yêu thương ba mình và muốn bảo vệ ba mình thôi. Còn những cái ngoài luồng không liên quan đến hồ sơ pháp lý, bé Loan không chủ động. Ni nói như vậy để mọi người hiểu. Còn vấn đề ADN, ai ở bên đó mà thách thức, mọi người phải hiểu là nhiễm sắc thể của Loan phải xét nghiệm với chú Năm hoặc bà nội chứ không thể xét nghiệm với chú Bảy hay cô Sáu. Nhưng những mẫu mô còn lưu trữ, mẫu máu còn lưu trữ lại của chú có thể xét nghiệm với Loan ra kết quả. Từ mẫu mô đó xét nghiệm với anh em ruột của chú Năm sẽ ra kết quả. Sau đó lấy hai bên đối chiếu lại với nhau, nếu bên nào thách đố thì cần sự chứng kiến của hai bên. Theo luật, ADN không cần bổ sung vào hồ sơ pháp lý. Loan là con hợp pháp của chú Năm trên giấy tờ rõ ràng, không cần bổ sung ADN. Dưới phần bình luận, nghệ sĩ Linh Tý bày tỏ, từ đầu Tý đã tin là con ruột, không thay đổi, mấy người đó đã thưởng thức vai diễn cả đời thật xuất sắc của ông nội. Ca sĩ diễn viên Trương Bảo Xuyên cũng mới đăng một status về vấn đề này. Anh chia sẻ hình ảnh đang khâu video với Hồng Loan và bày tỏ rằng vụ việc này sẽ khép lại trong sự tốt đẹp cho Hồng Loan và sẽ làm hài lòng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nơi chín suối.
Xuyên lúc đầu còn lo sợ khi Loan một thân một mình giữa ồn ào này, nên Xuyên tâm tình với chị Ni để phụ giúp hỗ trợ cho Hồng Loan, ái nữ duy nhất của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh. May mắn thay, chị Ni đã quyết định đúng đắn khi đồng ý ở bên cạnh Loan đến thời điểm này. Và hơn nữa là còn rất nhiều người xung quanh đều ở bên Loan, bây giờ và sau này. Bây giờ thì Xuyên mừng thêm khi mọi việc dường như bước ra ánh sáng. Nay thân thế của Loan được xác nhận, gạt đi những định kiến, dẹp tan hết những dấu chấm hỏi hoài nghi, để Hồng Loan được đường đường chính chính là con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Xuyên biết Loan không quan trọng giàu nghèo, danh tiếng xa hoa hay tiền tài vật chất, mà thứ Loan tha thiết quan tâm và xem trọng là hai từ con gái của ba Linh. Mọi việc đã tốt đẹp rồi cô gái ơi, hãy vui vẻ và tự hào lên nhé, vì Loan xứng đáng là con gái vàng ngọc của ba mình, Trương Bảo Xuyên viết.